thế này. Soi thẳng vô chỗ này mình thấy được nè. Lên nữa là phải hạ nó, hạ cốt nó. Quy trình của nó là rất là dài. Thứ nhất là quả dừa phải khô 6-3 tháng rồi bóc vỏ. Bóc vỏ bắt đầu mới ươm cho nó lên mầm, lên mầm nhỏ đó. Rồi sau khi cỡ 15 phân bắt đầu mới mổ xẻ ra, mình mới ra thương phẩm được. Sau mổ xẻ nhiều lần rồi mới vô chậu giả, rồi vào chậu thật 2-3 lần để khi đủ rễ rồi mới nâng cấp lên đưa chậu chính thức. Nó nằm ở giá từ 8 tháng đến hơn 1 năm mới có bây giờ thì còn. Cũng như cây này là coi như là mua cái bầu để to quá, cái miệng hay rộng quá thì những quả dừa kia là bé thả lọt hết này, chúng phải chừa nguyên vỏ, quét phần trên, cắt phần dưới, nhử tạo rễ cho nó xuống như đây, để nó xuống dưới này. Ngầm nước, nó sống nước mãi mãi được. Nó là cho phong thủy, theo cái cách phong thủy họ là ví dụ là đã trưng bày thì trong nhà mà nó phấn chấn lên làm ăn nó phát tài phát lộc chẳng hạn đấy chứ.